Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn giáo dục công dân lớp 6, trang 23-26, sách Cánh Diều, bài 5, Tự lập. Yêu cầu cần đạt, nêu được cái khái niệm tự lập, liệt kê được các biểu hiện của người có tính tự lập, hiểu vì sao phải tự lập, đánh giá được khả năng tự lập của bản thân và người khác, tự thực hiện được cái nhiệm vụ bản thân trong học tập, sinh hoạt hàng ngày, hoạt động tập thể và ở trường và trong cuộc sống cộng đồng, không dựa dẫm, ỷ lại và phụ thuộc vào người khác. Khởi động, trả lời nhanh. Câu hỏi, những việc nào em có thể tự làm ở nhà, ở trường, thể hiện tính tự lập? Thì những cái việc làm em có thể tự làm ở nhà, ở trường thể hiện cái tính tự lập, đó là quét nhà, lau nhà, tự học bài và làm bài tập về nhà, giúp mẹ nấu cơm, tự giác học bài và làm bài tập, tự giác thức dậy sớm để chuẩn bị đồ dùng cá nhân để đi học, vân vân. Khám phá 1. Sống tự lập. Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi. Thì các em sẽ quan sát hình ảnh 1, 2, 3 và 4. Trả lời câu hỏi là A. Những cái việc làm trên thể hiện cái tính cách gì? B. Bản thân em đã tự làm được những việc nào trong những cái việc trên? C. Em hiểu thế nào là tự lập? Thì các em sẽ quan sát hình 1, hình 2, hình 3 và hình 4. Thì chúng ta thấy những cái biểu hiện trên thể hiện cái tính cách tự lập là ở hình 1 đó là học bài và làm bài tập, 2 là đi học, 3 là tưới cây và 4 là gấp chăn màn. Thì bản thân em có thể tự làm được tất cả những việc trên. Ngoài ra em còn có thể làm được cái những việc khác như chồng em nấu cơm cho bố mẹ, dắt chó đi dạo, tự giác học tập, vân vân. C. Theo em tự lập là tự làm lấy công việc bằng khả năng, sức lực của mình. Tự lập là tự làm lấy các công việc bằng khả năng và sức lực của mình. Tự lập không có nghĩa là biệt lập, chỉ biết đến mình, không cần quan hệ với ai, không nhờ ai giúp đỡ việc gì. Tiếp theo là hai nhỏ biểu hiện của tính tự lập. A. Quan sát hình ảnh và cho biết biểu hiện của tính tự lập. Thì các em sẽ quan sát 4 hình ảnh ở đây. Thì biểu hiện cái tính tự lập đó là tự tin làm lấy việc của mình, tự làm lấy việc của mình. Bản lĩnh tự mình tìm cách vượt qua khó khăn, có ý chí nỗ lực phấn đấu, kiên trì, bền bỉ, thực hiện kế hoạch đã đề ra. B. Hãy kẻ bảng vào vở để rồi, vở rồi liệt kê các biểu hiện của tính tự lập và trái với tự lập theo mẫu dưới đây. Thì các bạn ở đây các em sẽ kẻ vào vở rồi liệt kê các biểu hiện của tính tự lập và trái với tính tự lập. Thứ nhất, cái thứ tự 1, 2, 3, cái lĩnh vực là trong sinh hoạt hàng ngày. Thì cái biểu hiện của tự lập là gì và biểu hiện trái với tự lập là gì? Rồi tiếp theo là trong học tập, tiếp theo nữa là trong lao động. Thì chúng ta sẽ liệt kê một số biểu hiện của tính tự lập trong sinh hoạt hàng ngày, trong học tập, trong lao động như sau. Trong sinh hoạt hàng ngày, biểu hiện của tính tự lập là luôn tự làm việc của bản thân mà không cần ai nhắc nhở. Rồi được biểu hiện trái với tự lập là được nhắc nhở mới làm. Trong học tập, luôn tự giác học bài và làm bài tập ở nhà. Biểu hiện trái với tự lập là không tự giác làm bài tập về nhà. Trong lao động, luôn học hỏi, tiếp thu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Biểu hiện trái với tự lập đó là không tự giác làm việc, bảo mới làm. Biểu hiện của tự lập là tự tin tự làm lấy việc của mình, bản lĩnh tự mình tìm cách vượt qua khó khăn, có ý chí, nỗ lực, phấn đấu, kiên trì, bền bỉ thực hiện kế hoạch đã đề ra. Biểu hiện trái với tự lập là ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, trông chờ vào may rủi, sống biệt lập, chỉ biết một mình, không cần quan hệ, không nhờ ai giúp đỡ việc gì. Ba nhỏ ý nghĩa của tính tự lập. A. Đọc thông tin và trả lời câu hỏi. Long là học sinh giỏi môn toán và các môn khác như văn, hóa, sinh, tiếng Anh. Năm lớp 12, Long đã đạt giải nhất môn toán trong khi
trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Từ năm lớp 10, Long đã chủ động xin ba mẹ cho đi làm thêm ở một quán cà phê. Vì sót con, mẹ Long ngăn cản sợ con đi làm gặp những tình huống không may. Sau khi thuyết phục được mẹ đồng ý, Long thấy mình có thời gian rảnh rỗi nên đi làm thêm để trải nghiệm. Nhờ đó, Long có một khoản tiền nho nhỏ mua sách vở và những món đồ yêu thích mà không phải xin tiền ba mẹ. Theo Long, tinh thần tự lập mỗi người rất quan trọng. Nó không chỉ giúp cho bạn trẻ tự chủ bản lĩnh trong cuộc sống mà còn có cách để giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ. Câu hỏi: A. Em có suy nghĩ gì qua cái thông tin trên? B. Vì sao Long có thể mua sách vở và những món đồ mình yêu thích mà không cần phải xin tiền ba mẹ? C. Có ý kiến cho rằng người tự lập là người không cần sự giúp đỡ của người khác. Em có đồng tình với quan điểm trên không? Vì sao? Thứ nhất, ở câu A, sau khi đọc thông tin trên em có cái suy nghĩ như sau. Em đồng tình với việc làm của Long. Việc bạn đi làm thêm tại quán cà phê có thể có thêm cái trải nghiệm dày dặn hơn trong cuộc sống. Có một khoản tiền nho nhỏ mua sách vở và những món đồ yêu thích mà không cần phải xin tiền ba mẹ. Nó không chỉ giúp bạn trẻ tự chủ bản lĩnh trong cuộc sống, mà còn là cách để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. B. Long có thể mua sách vở và những món đồ yêu thích mà không cần phải xin tiền ba mẹ vì nhờ việc đi làm thêm mà Long có thêm một khoản tiền mà không cần phải xin bố mẹ. C. Em không đồng ý với quan điểm người tự lập là người không cần sự giúp đỡ của người khác. Vì tự lập đôi khi cũng cần những người khác giúp đỡ và góp ý để mình có cái hướng đi đúng đắn hơn. Không phải tự lập là hoàn toàn không cần sự giúp đỡ từ bố mẹ thầy cô. Có những việc rất cần sự giúp đỡ, định hướng và khi bản thân làm sai thì có người sửa đổi thì mới có thể thành công được. B. Thảo luận cùng các bạn về ý nghĩa của tự lập đối với kết quả học tập và việc của bản thân và làm việc của bản thân đối với mọi cá nhân, gia đình và xã hội. Thì đối với các kết quả học tập và làm việc của bản thân thì tự lập trong học tập, làm và làm việc giúp chúng ta có cái kết quả tốt hơn, chủ động hơn trong mọi công việc và được thầy cô bạn bè yêu quý. Còn đối với mọi cá nhân, gia đình và xã hội, tự lập là một cái đức tính tốt giúp chúng ta làm chủ được suy nghĩ và tự chịu trách nhiệm trước với những việc làm của mình. Tự lập giúp chúng ta tự tin, bản lĩnh, giải quyết các công việc và nhận được sự kính trọng của mọi người. Tiếp theo luyện tập 1. Em đồng tình hay không đồng tình với các ý kiến dưới đây? Vì sao? A. Tính tự lập không tự nhiên mà có. B. Chỉ có con nhà nghèo mới cần sống tự lập. C. Học cách sống tự lập để trưởng thành. D. Nên tự lập càng sớm càng tốt. E. Tự lập sẽ dễ trở thành người ích kỷ độc đoán. Thì em sẽ đồng tình và không đồng tình với các ý kiến thì các em sẽ nêu ra. Đầu tiên là em đồng tình với những cái ý kiến nào? Em đồng tình với ý kiến A. Tính tự lập không tự nhiên mà có, vì đức tính tự lập của con người phải qua cái quá trình rèn luyện, học tập mới thành, không phải tự nhiên mà có sẵn. C. Học cách sống tự lập để trưởng thành, thì vì đây là đúng, em sẽ đồng tình vì khi chúng ta biết tự lập thì sẽ đến thành công hơn. Tiếp theo D, nên tự lập càng sớm càng tốt, vì ngay từ nhỏ chúng ta cần nên học tập cái cách tự lập từ những cái việc nhỏ đến những cái việc lớn trong xã hội. Em không đồng tình với ý kiến B, chỉ có con nhà nghèo mới cần sống tự lập. Thì em không đồng tình với ý kiến này vì tất cả con người chúng ta nên học cách tự lập ngay từ khi còn nhỏ, ngay cả khi gia đình có điều kiện kinh tế. Có điều kiện kinh tế hay khó khăn, nếu có điều kiện kinh tế mà ỷ lại dựa dẫm vào người khác thì sớm muộn gì cũng đi đến thất bại.
À, tự lập sẽ dễ trở thành người ích kỷ độc đoán. Tự lập tạo cho con người cái tính chủ động, tự tin vào cái bản thân mình và tạo cái giá trị cho bản thân. Tự lập mà trở nên ích kỷ và độc đoán thì đó không phải là tự lập. Tiếp theo hai, em hãy kể lại những cái việc làm của bản thân không thể hiện cái tính tự lập trong cuộc sống và nêu cái cách khắc phục. Những cái việc làm của bản thân không thể hiện tính tự lập trong cuộc sống và cách khắc phục là: thỉnh thoảng quên gấp chăn, em khắc phục bằng cách mỗi sáng thức dậy là phải nhớ gấp chăn màn luôn. Quên tưới rau, em khắc phục bằng cách đặt lịch hẹn trong điện thoại về cái ngày em cần tưới rau. Em quên làm bài tập tiếng Anh thì em đã khắc phục bằng cách là ghi những cái bài tập ra giấy và hẹn đồng hồ báo thức để làm bài tập. 3. Trong giờ kiểm tra toán, gặp bài khó, Nam lay hoay mãi, vẫn giải chưa được. Thấy sắp hết giờ mà vẫn chưa làm bài xong, thì Dũng ngồi bên cạnh đưa bài, đã giải cho Nam chép. Em có nhận xét gì về việc làm của Nam và Dũng? B. Nếu là Nam em sẽ làm gì vì sao? C. Nếu em là Dũng em sẽ làm gì vì sao? Tình huống thì từ tình huống trên em có những cái suy nghĩ như sau. A. Theo em, việc làm của Nam và Dũng là sai khi Dũng khiến cho bạn Nam không tự lập trong lúc làm bài. B. Nếu là Nam, em sẽ từ chối chép bài của Dũng và tự giác nghĩ cách làm hoặc có thể hỏi bạn cách giải. Như thế sẽ khiến cho em nhớ bài lâu hơn về niềm tính tự lập. Rồi C. Nếu em là Dũng, em sẽ không cho bạn chép bài mà chỉ bạn cách làm. Vì như thế mới khiến bạn có thể tự lập và lần sau khi gặp bài toán tương tự bạn có thể dễ dàng làm được. Thì những cái hoạt động việc làm thể hiện tính tự lập của các bạn trong lớp, trong trường mà em đã quan sát là: bốn, em hãy kể lại những cái hoạt động việc làm thể hiện tính tự lập của các bạn trong lớp, trong trường mà em quan sát hoặc tham gia. Em học tập được gì khi quan sát và tham gia các hoạt động đó? Thì những cái hoạt động việc làm thể hiện tính tự lập của các bạn trong lớp, trong trường mà em đã quan sát là: các bạn tự giác học bài cũ và làm bài rất đầy đủ. Những cái hôm trực nhật bạn làm trực nhật đến rất sớm và sạch sẽ. Các bạn trong lớp em luôn đi học rất sớm, tự giác tập thể dục thể thao, rèn luyện cơ thể. Rồi tiếp theo là phần vận dụng. Một là hãy lập kế hoạch rèn luyện tính tự lập của bản thân theo bản hướng dẫn dưới đây và chia sẻ cùng các bạn trong nhóm. Thời điểm khi ở nhà, khi ở trường, khi đi du lịch dã ngoại thì biểu hiện tự lập của em là gì thì các em sẽ tự điền vào. Rồi cái này thì học sinh sẽ tự liên hệ bản thân và các em sẽ làm. Và thứ hai là câu số 2 là tham gia một trại hè trong 4 ngày sống xa gia đình. Hãy viết nhật ký, liệt kê những công việc chuẩn bị của em trước chuyến đi. Những cái việc làm trong thời gian ở trại hè thể hiện tính tự lập của em vì xa bố mẹ. Thì cái phần này học sinh sẽ tự liên hệ bản thân và trả lời. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn giáo dục công dân lớp 6 của bộ sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.